Chào cả nhà, hôm nay mình muốn chia sẻ với cả nhà cái hành trình bay kỷ lục của gia đình mình từ Phần Lan về đến Việt Nam với thời gian là 41 tiếng. Gia đình mình sẽ đi từ thành phố Leparanta lên sân bay Vantaa ở Helsinki bằng tàu VR. Thì cái đoạn đường từ thành phố mình đến sân bay là mất khoảng 2 tiếng. Và do là có nhiều hành lý ký gửi nữa nên là mình phải đến trước 3 tiếng đồng hồ để làm thủ tục cũng như là ký gửi hành lý. Do đó là cái khoảng thời gian di chuyển cho cái chặng bay đầu tiên này nhà mình mất khoảng 5 tiếng đồng hồ. Và khi di chuyển bằng tàu VR thì mình sẽ ngừng lại ở cái trạm Tikkurila, sau đó mình đi tàu nối đến sân bay Vantaa. Cái tàu này nó sẽ ngừng lại đâu đó khoảng phút thôi để cho mọi người di chuyển, cho nên cần phải rất là tranh thủ. Gia đình mình hôm bữa thì anh Minh Phúc nó xém thì kẹt lại, nên là cả nhà tranh thủ và cố gắng nha. Rồi khi đó mình đi một cái đoạn tàu sẽ rất là nhanh, rất là ngắn để đến trong ở bên trong sân bay Vantaa. Mình sẽ di chuyển lên trên bằng cầu thang, thang bộ hoặc là thang hộp. Ở sân bay Vantaa Helsinki sẽ có hai khu vực, đó chính là ở tầng dưới sẽ là khu vực đến và tầng trên sẽ là khu vực đi ra khỏi Phần Lan. Thì mình sẽ dùng cái thang máy hộp này nè để mà mình di chuyển hành lý cho nó tiện hơn. Khi đến sân bay Vantaa thì mình có thể làm thủ tục check-in online hoặc là tự check-in của mình đó. Ở những cái cây post như thế này nè, mình chỉ cần nhập cái mã số booking và cái họ của mình thì nó sẽ ra. Hoặc là mình cũng có thể làm cái thủ tục truyền thống, ví dụ như là mình sẽ đi vô trong quầy để nhờ hướng dẫn làm thủ tục, họ sẽ làm hướng thủ tục cho mình, cũng giống như là nhận hành lý ký gửi. Thì đối với hành lý ký gửi họ sẽ phân biệt ra có những cái ví dụ như nặng mà trên 23 kg thì họ sẽ dán một cái mác đỏ để khi mà nhân viên vận chuyển họ có thể lưu ý hơn để dùng sức cho nó phù hợp. Còn đối với những hành lý mà dưới 23 kg thì chỉ là cái tag bình thường thôi. Tại cái khu vực mà kiểm tra an ninh security control này á, thì mình sẽ dùng cái vé máy bay của mình để bước vào luôn. Họ có cái barcode ở trên cái vé, mình sẽ tap nó lên màn hình và đi vô để mà soi chiếu hành lý. Rồi ở đây á, khi mà nhìn lên cái bản đồ này, cả nhà cũng thấy phía bên trái nó có cái border control, nghĩa là dành cho những ai mà xuất cảnh ra khỏi Phần Lan. Và phía bên phải là dành cho những người mà đi tiếp trên những cái đất nước ở khối Schengen. Thì ở trong cái phía bên phải này là những cái khu vực mua sắm. Ví dụ như đây là cái cửa hàng miễn thuế, thì mình sẽ quành lại nó vào khúc sau. Và gia đình mình á, thì đang ở trong cái khu vực này, lý do là chuyến bay của mình bị delay tới 6 tiếng đồng hồ. Khi mà mình ở trên tàu VR thì đã nhận được thông báo rồi, nhưng mà mình đã đi rồi thì không có thể nào mà xuống để mà về nhà đợi tới giờ bay đi lại, nó hơi bất tiện nên là tụi mình sẽ đi luôn. Và ở hãng bay người ta có đền bù bằng cách là cấp cho một cho nhà mình 5 cái voucher trên cái vé bay á, là mỗi người như vậy sẽ là 17 euro để mà mình dùng để sử dụng những cái dịch vụ ăn uống ở trong sân bay này. Vậy là ở cái chặng đầu tiên đến từ Helsinki đến Doha này, gia đình mình mất khoảng 19 tiếng, trong đó việc di chuyển là 2 tiếng rưỡi nè, check-in và chờ delay đã hết 9 tiếng, rồi bay tiếp từ Helsinki đến Doha là 7 tiếng rưỡi nữa. Sau khi mà đi vòng vòng sân bay rồi thì cũng cảm thấy đói bụng nên là tụi mình quyết định là sẽ ăn trưa ăn ở bên trong sân bay này. Thì cái nhà hàng châu Á này với thực đơn khá là đa dạng nên là tụi mình sẽ quyết định gọi món ở đây. Bạn mình sẽ gọi một phần hủ tiếu trộn của Chiang Mai và thêm một phần kim chi. Thì cái mâm này của bạn mình là đâu đó khoảng 21 euro, còn vợ chồng mình thì sẽ gọi pad thai và cơm chiên Singapore. Thì mỗi phần ăn ở đây với giá là khoảng 16 đến 17 euro,
vị á, thì theo như cảm nhận cá nhân của mình thì nó cũng dễ ăn, nó chua chua mặn mặn. Ok, sau đó thì mình có thể đi vòng vòng để mà uống cà phê hoặc là trà sữa hoặc là sinh tố. Thì theo như mình thấy á, là cái giá ở đây nó chỉ nhỉnh hơn bên ngoài á, khoảng 10% thôi, chứ nó không có quá cao hơn hẳn so với những cái hàng quán ở bên trong sân bay của Việt Nam của mình. Nên là khi mà đến đây, nếu mà đúng cái dùng bữa thì mình cũng không có phải quá đắn đo khi mà ra quyết định. Bên trong sân bay này cũng có một cái cửa hàng của Mumi Shop. Thì bên trong đây có những cái món rất là đặc trưng của Phần Lan. Nếu như mà mình về Việt Nam mà mình không có kịp mua quà lưu niệm á, thì mình cũng có thể vô đây để mà lựa chọn những món quà về cho người thân của mình, vì Mumi là một cái biểu tượng rất là đặc trưng của người Phần Lan. Bên cạnh đó cũng có một khu vực được trình bày trưng bày decor. Thì ở đây họ mang hơi hướng của khu vực Lapland một chút, là họ sẽ trình bày với cây thông nè, ông già Noel nè, chó Bắc Cực nè, rồi tuần lộc nè. Cả nhà cũng có thể vô đây tham khảo để mà mua quà cho người thân của mình. Nếu mà từ Phần Lan chúng ta đi đến những cái quốc gia trong khối Schengen, ví dụ như là Đức, Pháp, Ý, Hà Lan, thì mình có thể ở trong cái khu vực này và đến cái cổng bay mà được thông báo đó, là mình có thể đi du lịch khắp nơi trong cái khối Schengen rồi. Nhưng mà nếu như mà chúng ta đi ra khỏi Phần Lan đến những cái đất nước khác, ví dụ như về Việt Nam đi, thì mình sẽ di chuyển tiếp theo đó nữa để đến cái khu vực mà làm thủ tục check out ra khỏi hải quan đó, để đi ra khỏi Phần Lan. Và ở đây là có một cái chỗ để mà chúng ta ngắm máy bay, ngắm ra bên cảnh quan bên ngoài rất là đẹp. Và do là các con của mình không có thích ăn cái đồ ăn châu Á chỗ hồi nãy, nên là bây giờ đói bụng thì mình có dắt các con mình đi lại Burger King để ăn. Thì phần ăn ở đây nó sẽ khá là to, nhưng mà giá của nó cũng ok. Mình dùng cái voucher vé máy bay hồi nãy để mình mua, thì ba cái phần ăn này nó đâu đó khoảng chỉ có khoảng 36 euro thôi, nên là con mình ăn rất là ngon miệng và no luôn á. Và bây giờ thì mình sẽ quay lại cái cửa hàng miễn thuế để mà mua một số thêm quà xách tay về cho người nhà của mình. Ở trong đây thì đa phần họ sẽ bán các loại, ví dụ như là mỹ phẩm nè, bia rượu, sô cô la, bánh kẹo, những cái thương hiệu nổi tiếng ở Phần Lan cũng giống như là trên thế giới. Mình có thể vô đây để mà xem và mua với giá rất là phải chăng, tại vì nó được miễn thuế á. Vì là sô cô la và mỹ phẩm thì mình đã mua đủ rồi trước đó rồi, nên là khi vô đây mình sẽ chỉ tham quan và tham khảo để cho biết thôi, chứ mình không có nhu cầu mua nữa, mà mình sẽ đi đến cái quầy rượu để mình mua thêm một số chai rượu vodka để mà tặng cho người nhà của người thân của mình. Mình được tư vấn là nên mua cái loại rượu vodka Finlandia này nè, tại vì nó mang hơi hướng của người Phần Lan nhiều nhất và dễ uống với người Việt nhất so với những cái loại rượu khác. Thì một người ở đây được mua tối đa là 1,5 lít. Mình sẽ cần cái passport và cái vé của mình để họ scan code để mà mình không có phải mua được nhiều lần. Sau khi seal và đóng gói như thế này thì mình có thể xách tay và bắt đầu đi làm thủ tục check out để đi ra Phần Lan. Bây giờ thì gia đình mình sẽ bắt đầu làm thủ tục để mà qua cổng hải quan để xuất cảnh ra khỏi Phần Lan. Thì tại đây thì mình thấy là họ cũng hỏi những câu khá là đơn giản, nên là cả nhà đừng có lo lắng gì hết nha. Những lần trước khi mà đi sân bay ở Vantaa này nè,
thì mình thấy là ở trên sau sân bay quốc tế mà nó nhỏ ghê á, nhưng mà lần này là một cảm nhận rất là khác. Sân bay của họ thật sự lớn và rất là quy mô hiện đại và còn rất là đẹp nữa. Như là cả nhà thấy, đây là một khu vực khác của sân bay Vân Tà, thì ở đây họ có xây dựng một cái mô hình cái nhà cơ bản của người Phần Lan với cái căn sauna, rồi những cái vật phẩm trang trí decor trong nhà cũng khá là xinh xắn. Thì sauna chắc là cả mọi người cũng biết rằng là đây là cái từ gốc của Phần Lan luôn á, sauna là xông hơi, là cái từ gốc của Phần Lan luôn và cả thế giới đều dùng nó cho cái hoạt động này. Và tụi mình có tạo một cái video Around Helsinki Airport ghim ở cuối video này, cả nhà có thể tham khảo thêm nha. Và sau 9 tiếng chờ đợi thì giờ bay của tụi mình đã đến. Bây giờ thì tụi mình sẽ lại đằng cổng soát vé để lên máy bay một lần cuối và bắt đầu hành trình bay từ Helsinki đi đến sân bay Doha. Các máy bay Finnair mà trước giờ mình bay thì đa phần là Airbus nên nó sẽ nhỏ nhỏ, thì nội thất ở bên trong khá là ổn. Đặc biệt là cái màn hình này thì nó sẽ có rất là nhiều chương trình để mà mọi người giải trí trong suốt cái hành trình bay của mình. Rồi sau khi mà cất cánh được đâu đó khoảng 1 tiếng thì họ bắt đầu phục vụ bữa ăn tối để mọi người ăn trước khi đi ngủ. Hôm nay thì gia đình mình sẽ được ăn món giống như là hạt quina ăn với lại thịt gà xào và một phần salad nhẹ. Còn đồ uống thì mình có thể order rượu vang nè, vang trắng, vang đỏ hoặc là bia. Những cái món thức uống này thì sẽ được phục vụ miễn phí và tùy theo order của mình mà mình có thể order trong suốt chuyến bay. Và bây giờ thì cũng gần đến sân bay Doha. Trước khi hạ cánh xuống sân bay đâu đó khoảng 1 tiếng thì họ sẽ phục vụ cho mình phần ăn sáng là một cái bánh pudding cùng với trà hoặc là cà phê. Và khi mà hạ cánh xuống sân bay thì mình sẽ được di chuyển vào bên trong sân bay bằng xe bus như thế này nè. Do là sân bay Doha nó rất là rộng lớn cho nên là cái việc di chuyển từ máy bay đi vô sân bay hoặc là từ sân bay đi ra máy bay đều phải di chuyển bằng xe bus như thế này hết. Thì mình sẽ đến cái quầy khu vực gọi là transit để mà làm cái thủ tục soi chiếu hành lý để vào bên trong ở sân bay rồi chờ đến chuyến bay tiếp theo, chứ không phải là làm thủ tục nhập cảnh vào Doha. Thì hẹn cả nhà ở video tiếp theo, mình chia sẻ phòng chờ ở sân bay Doha này là như thế nào, cũng giống như là 14 tiếng đồng hồ mình sẽ làm những gì ở sân bay này nha. See you again. Let's like, subscribe and ring the bell to follow us.